Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Cô Thành. Hôm trước chúng đã chơi game Poppy Playtime phần 3 rồi đúng không các bạn? Đúng rồi. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video hack cái tựa game này để tìm ra những bí ẩn chưa từng được tiết lộ luôn các bạn ơi. Mình rất là tò mò luôn, bởi vì thật ra mình cũng chưa biết nó là gì, chỉ có mỗi Bê Quy Thành biết thôi. Thế nên là các bạn hãy nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo để ủng hộ bọn mình nhá. Đúng rồi, và xem tụi mình có bỏ lỡ cái gì trong lần chơi đầu tiên không nhá. Đi thôi. Chúng ta bắt đầu, mới vào game mình sẽ bị con cát náp xách và bỏ vào trong cái đường ống này. Đấy. Hai cái chân nó rất là to đúng không các bạn? Bây giờ là mình sẽ cho các bạn nhìn rõ khuôn mặt của nó lúc nó vứt mình nhá. À, cái nắp này có vẻ rất là nặng nhá. Nó đúng cũng rồi. Kéo mãi mới được luôn á. Rồi nó quẳng mình xuống. Đó các bạn thấy chưa? Mặt nó đây này. Bây giờ mình thử cho phát sáng đây nè. Trong cái đường ống này cũng rất là nhiều máu luôn. Chứng tỏ là mình không chỉ là có mỗi mình đâu, mà tất cả những con quái vật khác cũng đã từng bị ném xuống đây để nghiền thành rác. Đúng rồi. Đấy, rất là ghê luôn các bạn ạ. Nhưng con đấy là những con mà trước khi ném đây đã bị thương hoặc là bị chết rồi đấy các bạn ạ. Ờ, nói chung là thế. Đấy, bây giờ là chúng ta rơi xuống rồi. Bòm. Đấy, rơi xuống cái chỗ máy mà nó ép hai bên lại. Nếu mà mình không chạy nhanh thì mình sẽ bị ép thành rác luôn các bạn ạ. Nhưng không sao, bên Quy Thành ở đây đã có thể hack được game. Và mình sẽ làm cho cái bản đồ ấy trở nên sáng và mình sẽ không bị giết đâu các bạn ạ. Đấy, thấy bên Quy Thành hack game chưa? Bây giờ làm sao mà tiêu diệt được anh đúng không? Cái mảng tường kia nó đang đẩy vào kìa. Ờ, nó vẫn đang đẩy mà. Nếu mà cái mảng tường này cũng đẩy vào nữa là mình không chạy nhanh ở đây là mình sẽ bị bẹp dí các bạn. Đây nó vẫn đẩy này, thấy không? Bây giờ mình chạy lên thôi. Nhưng mình chưa chạy lên, bây giờ anh sẽ bay ra ngoài này kiểm tra xem có gì hot không các bạn ơi. Đây là toàn bộ map của Poppy Playtime này, phần 3 này. Mình sẽ bay một vòng xem có con quái vật hay thứ gì độc lạ không nha các bạn. Mình thấy thì không có gì cả các bạn ơi. Ở đây chính là cái chỗ đoàn tàu của chúng ta. Trong khi cuối phần 2 chúng ta tông vào đây, rơi xuống bom đây này. Đây chính là tàu của chúng ta này. Đấy, lần trước mình giải mã đấy, mình đi tàu. Cái tai nạn tàu hỏa đấy. Cái map rất là lớn và mình cũng không thấy có gì cả. Không thấy con quái vật nào ở xung quanh đây ta. Đúng rồi. Mình không thấy có một cái gọi là cái sơ suất nào, nó không giống như Ban Ban nhỉ. Ban Ban thì ở bên ngoài có rất nhiều quái vật nhưng mà đây ở không, đây thì không có. Không thấy gì các bạn ạ. Nhưng mà thực ra anh có thể tạo một con quái vật ở đây. Ví dụ như các bạn thích thì anh có thể tạo một con đây cho các bạn xem nhé. Ôi trời ơi. Ôi. Đây, mình còn chưa ơi. Kịp nhìn rõ con tít trời này ở trong game luôn nha. Và đây thì mình nhìn thấy như kiểu là giống như là giáo viên kiểu mầm non tiểu học ấy. Tại vì nhìn giao diện rất là dễ thương. Đúng rồi. Nếu như mà cấp 2, cấp 3 thì các cô sẽ ăn mặc kiểu nó trưởng thành. Đúng rồi. Kiểu đấy. Vì đây là nhà trẻ mà, chuyên gia đứa nhỏ mà, đâu phải người lớn đâu. Nên cô giáo phải mặc dễ thương. Mỗi tội là mặt cô bị làm sao mà trông kinh này các bạn ấy. Mình thấy là cô giáo này cũng chỉ là robot thôi. Đúng rồi. Tại vì là các bạn nhìn các khớp tay mà xem là cô ấy giống như là một con búp bê ấy. Đúng rồi, cũng là một con búp bê. Anh nghĩ là cũng là nguyên nhân của một cái thí nghiệm gì đấy. Đúng xong rồi. Biến người này thành cô giáo. Nhưng mà có vẻ như đây không phải là một đứa trẻ mang đi thí nghiệm mà là một người lớn được bỏ linh hồn vào đây hay là gì rồi. Đấy, nghiên cứu bỏ vào đây các bạn. Đúng rồi đấy. Và cũng biến thành quái vật luôn. Quá sợ hãi luôn đi chứ. Và bây giờ anh thử tạo con cát náp ở đây xem như nào nhá. 1, 2, 3, Umbrella. Hello các bạn nhá. Đây chính là phiên bản. Ôi nhìn này, nhìn thấy không, nhìn người nó không? Ừ, nhìn nó cứ bông bênh bông bênh. Hay nó nuốt những con gì vào trong rồi. Mình thấy là có những cái hình in như mặt đây này. Đây thấy không, như là những cái khuôn mặt đó. Đây nè, mũi mồm nè. Nó nuốt những người này vào đây. Đấy nha, các bạn hôm nay được thấy những cái bí ẩn mà chưa từng được hé lộ. Nhưng chứng tỏ trong người con này rất nhiều linh hồn chứ không phải một linh hồn đâu, nhìn này. Đấy, thấy chưa, những bàn tay bàn chân hay gì nó đẩy ra đấy, thấy chưa, kia là bàn tay kìa. Ôi, rất một nhiều người mặt mà bàn tay đấy, thấy chưa. Đây cái mồm nó đấy. Đấy, bây giờ tạo một con bình thường đây xem như nào nhé các bạn ơi. Đây chính là bạn chó lúc mà bị gọi là mình gặp bạn ấy đây này. Cái con này lúc đấy nó bị tra tấn luôn rồi các bạn ạ. Nó bị trói vào đấy và đã bị ăn hết cả phần thân dưới. Nhưng mà mình đang không hiểu là cát náp ăn nó hả? Hay là con Propotai nhỉ? Anh nghĩ là cát náp và những cái con chó, những cái con ở trong bộ phim hoạt hình ấy nó tấn công con này. Hay là con Propotai, không biết được. Các bạn biết con gì tấn công con chó mà làm con chó bị cụt nửa thân này, các bạn bình luận dưới nhá. Đúng rồi. Hello chó. Chắc nó đau lắm đấy, nhưng mà con này cũng là một con rất là đáng thương, các bạn bảo vậy. Vì nó đã cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng nó cũng bị đồng loại của nó tấn công và ăn thịt rồi biến nó thành quái vật các bạn ạ. Mình thấy rằng nó là một nhân vật có ý chí rất là mạnh mẽ.
nên là nó mới là người tỉnh táo cuối cùng trong cái nhà máy Playtime này. Ok, rồi bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn ạ. Thực ra mình còn tạo được nhiều thứ nữa cơ. Về nơi bắt đầu vừa nãy đi. Ok. Rồi các bạn còn nhớ cái đoạn này không? Đấy, chúng ta nhảy nhanh lên. Rồi. Hay quá. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển sang bên này. Và tí là chúng ta sẽ thấy cái đoạn ở đây có một chỗ còn K5 nhìn thấy nó chui lên, nhưng mà lần trước mình không để ý rõ. Em nhìn thấy đoạn đấy. Ờ đấy. Có những bạn xem video của anh cũng nhìn thấy luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh lại không nhìn thấy. Đúng rồi, bây giờ anh sẽ xóa sạch sẽ đi nhá cho các bạn nhìn rõ này. Ồ, thế xóa đi thì nó còn cái gì bậu vào để nó đập bò nữa. Ai mà biết được, nhưng mà thôi cứ thử xem biết đâu lại nhìn rõ ràng nó làm sao. Lần này chúng ta có thể nhìn rõ nó. Ok, đấy, bây giờ mình sẽ đợi từ, một từ, xí từ, nha. Đợi một tí nữa đi, cho nó tụt xuống đi. Không là mình tụt xuống luôn đấy. Rồi, phải nhảy thật nhanh nha các bạn. Không là mình cũng sẽ bị hy sinh rơi xuống cái đỏ đỏ là ngất ngây con gà tây luôn đấy. Rồi. Rồi, thấy không, thấy không? Đây này các bạn ơi, ui. Từ từ cho nó chậm lại. Thảo các bạn. Nào mà mình bảo mình nhìn thấy mà. Đây này, nó đây này các bạn này, nó leo lên trên đây này. Ừ. Ôi. Thế nổ ra gà luôn chứ. Giữa bụng nó có một cái như kiểu cái khóa. Ồ, đúng rồi, vào những cái mảnh da của nó cũng là được khâu vào thôi. Thế là nó là người như kiểu vải ấy các bạn ạ. Ừ. Đây là xương sườn này. Ồ, nó biến mất rồi các bạn ơi. Đấy, nó bò lên đấy là nó hết nha các bạn. Đúng rồi, hết nha các bạn. Đấy. Vậy đâu, chúng ta về vị trí cũ này. Rồi, tiếp tục thôi nha các bạn. Rồi, và đây chính là đoạn chúng ta đến với khu Playcare mà khi mà đi cái cáp treo đó. Ừ, đúng đấy. Rồi, đoạn này thì có gì bí ẩn à? Bây giờ anh sẽ bay ra bên ngoài cho ốc xem nhá. Đây, sáng bản đồ lên. Ừ. Ủa, đây là cáp treo này. Cáp treo đi trong cái đường ống các bạn thấy không? Đó, đây cáp và treo. Và nó đi dần dần xuống lòng đất. Đấy, ông Ludwig nói đúng không? Đúng rồi, người ta thu âm lại một bài phát biểu. Đây này, và bây giờ anh sẽ cho các bạn xem bên ngoài của khu Playcare này. Ui. Trông hoành tráng chưa? Nó giống như một cái lồng siêu to khổng lồ hình cầu. Đúng rồi. Và nó được gọi là được gắn vào những cái vách đá. Mình nghĩ là đây như kiểu rất sâu ở dưới lòng đất rồi ấy. Đúng rồi. Cáp treo vẫn còn đang đù ở kia bạn em, biết tí nhỉ. Mình nghĩ là nó kiểu sắp giống như là một cái đào được khoáng sản rồi ấy. Ờ, nhìn sâu đến mức đấy rồi ấy. Xung quanh. Ôi. Ồ, thật sự luôn, đúng là như là giam lỏng thật. Ui. Và có rất nhiều đường ống này, chắc là để dẫn dây với cả bám vào đây này, buộc vào đúng đây rồi, bám vào mà được gắn vào ấy. Ờ, đây. Kinh thật. Thế này chắc chắn là không có ai có thể điều tra được ông này luôn. Đúng rồi. Tại vì nó ở dưới lòng đất mà. Đúng rồi, không ai có thể biết đến ở chỗ này như nào được. Đấy. Ừ. Còn cáp treo thì kìa các bạn, sau đó cái cáp treo sẽ đi vào cái chỗ đỏ đỏ kia. Đúng rồi. Vào và sau đó chui vào trong khu Playcare này. Đây bây giờ mình đây chui. Đây là một cái lối vào từ bên phía trên hả? Không biết. Ui. Ui, nó còn ở trong lòng nữa các bạn. Đấy, cái kia nó chỉ là bao bên ngoài thôi. Tức là bao bên trong có một cái hình cầu khác được bao bên được ở bên trong cái bao hình cầu to bên ngoài, và mình nghĩ nó là cái không khí. Đúng rồi. Này, xung quanh này các bạn này. Nó như là khí, nó đây chứa nhá, khí đấy. Lớp bên ngoài như kiểu lớp bảo vệ bằng sắt thép này. Đúng. Lớp bên trong này như kiểu lớp bình thường thôi. Ừ, đúng rồi. Và bên trong nó có không khí. Và trên này hình như là dán mây các thứ đều làm bằng giả ấy nha các bạn. Đấy không? Đấy. Đó, xung quanh này. Ôi. Trời ơi, có những bức tường cao ơi là cao, cao hơn cả cái nhà luôn. Ôi, nhìn từ trên cao xuống trông đỉnh thật sự. Bây giờ mình thử xóa cái này đi xem nào. Không xóa được luôn các bạn ạ. Từ mình thử xóa nào. Không được, không được. Ok, mình xóa linh tinh cái gì đấy rồi. Và bây giờ cái cáp treo của chúng ta nó sẽ đi theo cái đường này và nó xuống tới chỗ này các bạn. Đúng rồi, đây xuống này. Một cái ga. Đây này. Đây các bạn thấy không? Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Rồi, mình quay lại, mình để bay ở đâu đây, rơi xuống đáy sâu rồi. Rồi xong rồi. Xong rồi, bên Thành đã rơi. Ui, chỗ này kìa, không... rơi ra cách xa xa cái chỗ máy, cái khu Playcare luôn các bạn ạ. Ui, đây giống như một cái động siêu to khổng lồ á. Ừ, người ta đã đào vào lòng đất đó. Rồi, mình phải loát lại game luôn các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đến với Playcare. Mình cho nó sáng sáng, các bạn nhìn thấy không? Ui, đằng sau kia đổ nát hết rồi kìa. Đấy, sáng trưng lên nhìn nó cũng đẹp ra phết. À, đến nơi rồi. Ừ, đến nơi rồi. Và mình có một chiếc điện thoại của Oli sao đúng không? Đúng Oli rồi. Gọi. Đấy, nói chung là cả khu này nó được sáng trưng lên, các bạn nhìn thấy không? Đẹp quá. Cái đèn được làm bằng con khủng long bronze này. Đấy, vẫn còn sáng bình thường. Đẹp thật luôn á. Đồ chơi các thứ vứt la liệt. Ui, đây là móng cào anh nghĩ của con cát náp đấy. Cái gì đây? Đám mây rơi xuống bị vỡ luôn các bạn ạ. Một đám mây ở trên rơi xuống. Kìa kìa, cái quạt kìa, các bạn nhìn rõ chưa? Ừ. Đấy, bây giờ mình đứng đây mình nhìn rõ cái quạt luôn rồi. Lúc ấy mình quên mất cho sáng. Đây. Đây là con gì đây? Cát náp. Một tượng của một con nó bị đổ xuống. Đúng rồi. Con gì đấy?
Đấy, các khu đây này, hôm nay mình mới đứng nhìn rõ được các bạn, nó sáng trưng lên là nhìn thấy ok con dê luôn. Nhìn đẹp nhở? Ờ, khu nhìn đẹp thật sự luôn ấy. Nếu mà có ngoài đời thật là quá đẹp luôn chứ không phải đẹp bình thường. Ồ, nhà chính các bạn để ý, cái nhà này là Home Sweet Home đúng không? Có hình con Poppy, tượng Poppy ở trên kìa các bạn thấy không? Ok chưa, đẹp quá luôn nè. Rồi, tuyệt vời. Nếu mà ngày xưa mà nó không bị hỏng hóc cái gì đấy, nhìn đúng lung linh, lấp lánh, lập lòe luôn. Mỗi tội là đây là nơi một cái nhà tù dưới lòng đất, nơi giam giữ các bạn nhỏ để thí nghiệm. Đúng rồi, mọi người sẽ không được tự do, các bạn nhỏ sẽ bị nhốt ở đây. Đúng rồi. Ôi, bóng phản chiếu xuống nhìn hơi ghê. Rồi chúng ta sẽ đi làm các nhiệm vụ như bình thường. Ờ, và đến đoạn nào có những cái gọi là tình tiết gay cấn và kinh dị tụi mình sẽ quay lại nhá. Ok. Bây giờ B của Thành và Ốc sẽ đến với khu phòng ngủ của những đứa trẻ, nơi mà con Catnap xuất hiện đấy các bạn ạ. Rồi, chạy nhanh đi, không là mình mất tỉnh táo, mình bị ngáo đó. Đoạn này lúc nào cũng phải chạy nhanh. Đúng rồi, giờ okay. Hết rồi này. Bê Quý Thành như đã bật cho nó sáng đúng không? Đúng rồi, anh cho nó sáng lên cho các bạn dễ nhìn rồi. Ui sáng quá, sáng này đỡ sợ hơn hẳn. Rồi và bây giờ anh sẽ bắt đầu đi khám phá, anh thử bay linh tinh ở xung quanh map này kiểm tra trước nha các bạn. Xem là có xem những trong những căn phòng sao? À, chẳng có căn phòng nào cả các bạn ơi, đó là một cái hành lang thôi, người đúng ta không rồi. Thiết kế cái phòng nào hết. Không có một cái phòng nào hết các bạn ạ, chưa có gì ở đây luôn. Chưa thấy con cắt nát ở đâu luôn này. Dài nha, dài nha. Ui, rộng thật sự. Okay. Từ, đây đây đây, thấy đúng không? Nó đúng không? Đây chính là con cất nấp này. À, con này nó đi săn trong này đấy mà. Nó đi săn mình đó các bạn. Bây giờ cho sáng sáng tí cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, thấy gì chưa? Nó đi săn mình đây này. Mặc dù mình hack game rồi nhưng mà nó vẫn nhìn theo mình, nó biết mình đang ở đâu, chả qua nó không tấn công được mình vì mình đang phá vỡ cái quy luật của game đó các bạn ạ. Đúng rồi. Thật tật kinh luôn đấy. Ngay chỗ cái này luôn. Đây, hình như anh còn thấy nữa cơ. Nữa hả? Ờ, kìa. Kìa. Ui, đấy rồi, mình thấy rồi. Còn nhiều lắm các bạn ạ. Chỗ này là chỗ chuông điện thoại này. Ôi, con này từ phòng này sổ ra. Ái cha. Đây, đây, từ, cho tí ánh sáng nữa nào. Đây này, các bạn thấy không? Tôi vẫn là cắt nắp. À, chứng tỏ là rất nhiều con. Bên kia xem rồi. Còn một con nữa, anh vừa thấy con chỗ nữa này. Thấy. Đây. Ui, chứng tỏ nó xuất hiện khá là nhiều chứ. Ê, hello. À. Mồm nó như muốn nuốt trọn B Quý Thành ấy. Đấy, thấy không? Đó, cho sáng sáng đi cho các bạn nhìn sáng rõ. Sáng lắm nhé. Rồi. Đó, thấy chưa? Ui xồi. Đây, xóa luôn cái trần nhà nhá. Trời ơi, xóa luôn trần nhà làm gì? Đấy, mình phải watch nhá, được chưa? Watch select chưa? Vậy là trong khu này có spa khoảng 3 con để đuổi mình. Ôi, đây, đằng xa xa kia còn con kìa. Sao mày lại ở ngoài này? Sao lại bay ở ngoài này? Hello bạn, để bây giờ mình bay nhìn, bay nhanh ra đấy nha các bạn. Nhìn cái đuôi nó thẳng đừ kìa. Đợi. Con này trông cũng kinh các bạn ạ. Hello. Đây, tao thắp cho mày tí ánh điện cho các bạn nhìn nhá. Nhìn nó run quá, nó lắp luôn các bạn. Nhìn móng con này. Quả này mà cào thì vỡ mồm. Trời ơi, sợ thật sự. Rồi, quay về map thôi các bạn. Nói chung là ông này đã bốc phét. Và mình nghĩ là mình sẽ đi tiếp các bạn. Nếu bây giờ mình không để sáng ấy, các bạn nhìn này. Đâu nhỉ? Đấy, nó sẽ tối om này. Nhưng mà bây giờ mình cho sáng lên thì các bạn nhìn sẽ rõ hơn. Đúng rồi. Sáng lên thì cũng đỡ sợ ấy. Đấy nha, nhìn rõ ràng luôn nha. Ui. Đây này, thấy không? Hello. Nhưng đấy tao thấy mày rồi nên là mày không dọa được tao đâu. Đúng rồi. Đấy, nói chung đoạn này thì chúng ta bây giờ sáng trưng rồi. Mình sẽ phải chạy. Anh hãy tăng tốc lên tí nha các bạn. chạy đâu. À, biến mất. Mình chạy nhanh quá nó biến mất rồi các bạn ạ. Bây giờ mình phải chạy vòng chỗ này thì phải. Đúng rồi, xong nó sẽ mở hành lang cho mình. Đúng rồi. Anh chạy nhanh quá các bạn thông cảm nhé. Nhà không có gì ngoài tốc độ cả. Đứng lại bạn ơi, đứng lại. Tôi vừa làm. Anh cho nó đứng lại à? Anh làm cho nó đi chậm chậm này các bạn nhé. Từ nó cắn mình đấy. Từ nó cắn không ta? Có, cắn đấy. Không chui qua được các bạn. Đến gần nó cắn đấy. Bây giờ mình thử hack anh xóa cái xóa bức tường này đi đấy. Xóa bức tường làm gì? Đấy, đi trước mặt nó. Hello. Ủa? Nhưng mà đường cụt mà. Hello, tôi đây nè. Nhưng đường cụt mà thấy. Đường cụt mà. Thế thì đến đây để chết à? Đấy, nó đang đi đấy nhá. Thế mình chỉ chứng tỏ cho các bạn thấy là nó đang đi đấy. Bây giờ mình tăng tốc cho nó đi này. Đây, từ tắt cái này đi. Xong rồi. Bật lại tăng tốc này. Đấy, biến mất luôn. Nó chạy đi nó biến mất nha các bạn. Dù sao cũng là đường cụt mà. Nói chung là mình đã bắt đầu tăng tốc.
Được chưa? Rồi, đến phòng này luôn các bạn ơi. Rồi. Đây đây, phòng này cũng là một cái phòng rất là đáng xem này các bạn này. Đoạn này chúng ta sẽ lấy băng để xem một đoạn phim. Đúng rồi, và tí là bây giờ mình sẽ xem đoạn băng này nhá. Xong đoạn băng này thì con gì sẽ xuất hiện nhỉ? Một con Huggy Fake. Fake đây bây giờ. Rồi, ok. Bây giờ đứng sẵn ở đây. Ui, cửa đóng này. Tự đóng luôn. Đứng sẵn đây á. Đứng sẵn đây để chạy à? Xóa lên trần luôn. Xóa sạch sẽ cho các bạn nhìn cho nó sướng. Thôi, thận xóa nhầm bây giờ. Ok nha các bạn. Okay. Nó không đi vào đấy đâu mà. Đây nha. Đây góc này ok chưa nhỉ? Ok lắm rồi. Ừ. Đấy, nó bắt đầu biến thành mặt kinh dị các bạn. Đấy. Nó sẽ bước ra ấy. Ok. Nó chuẩn bị chui ra này. Ừ. Và mình sẽ slow motion nó à? Ờ, bây giờ slow nhé. Nó bước ra slow luôn này. Ừ. Nó chưa bước ra đâu. Nó chuẩn bị bước ra rồi các bạn ạ. Ý. Không, chưa bước ra. Bình tĩnh. Chưa bước ra. Căng thẳng quá. Gãy đầu cái ạ. Rồi. Slow motion luôn. Bây giờ là cho các bạn nhìn được cận cảnh này. Ui dồi. Ê, chui vào mắt, chui vào mồm được không? Khó. Ủa, trong này có cái gì á? Đấy là cái đoạn TV đấy, màn hình TV đấy. Màn TV đấy. Nó bắt đầu đặt tay ra. Nó nhào ra rồi. Nó nhào ra. Mình thì đang đứng ở chỗ cửa này. Bây giờ là chúng ta sẽ thấy là đang hơi slow motion quá chậm các bạn đúng không? Để tăng lên một tí nhé. Chui ra này. Trời. Rồi, ok. Thấy chưa? Kinh chưa? Ôi. Đã xem mấy ngón tay nào. Rồi, 4. Bốn đây bây giờ nó sẽ tấn công người chơi đoạn này. Mình sẽ cái góc nào đẹp nhỉ? Đây ok nhá, đẹp nhá các bạn. Ừ đẹp lắm rồi. Ô, không tấn công mình à? Đi đâu đấy? Đi chậm thôi, để cho các bạn còn nhìn. Đi chậm thôi, bạn không được đi nhanh được, Em thấy nó cũng dễ nhìn mà. Đây. Giờ đi giờ làm gì? Bây giờ là anh phải thắp sáng, anh đèn lên cho các bạn nhìn. Sáng lắm rồi. Đây này, đấy không? Rồi ôi. Bây giờ làm sao sống nhỉ? Hello? Sao sống là sao? Nó đang nhai màn hình của các bạn đây. Vâng, xin vĩnh biệt các bạn nhé. Bây giờ là mình đứng trước này nhé. Đằng nào chẳng bị chết đúng không? Có chạy cũng không được đúng không? Trời. Cho nó chạy bình thường như nào. Nhỉ. Ui. Chạy ra tận ngoài map. Chạy đâu ấy bạn ơi. Đuổi mình thì sao ấy. Anh tiêu diệt nó. Xóa được cái nền này. Xóa nền nó xóa hết luôn. Đấy. Sợ lắm. Ôi nó đâu. Ảo thế. Ủa, tàng hình rồi. Đấy bạn ơi, tôi ở đằng sau bạn nè. Ẩn thân chi thuật rồi. Đây, nó không ẩn đâu. Bạn ơi, tôi đây bạn ơi, ăn thịt tôi đi. Bạn ơi. Đây. Đó, giờ nó ăn rồi, ăn. Ăn là sang phần mới đấy các bạn ạ. Gì là ăn thì các bạn ạ. Thấy chưa, chỉ có B Quy Thành mới làm được những cái này cho các bạn xem thôi. Nên là các bạn đặc biệt phải bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ B Quy Thành thật là nhiều nhá. Cảm ơn các bạn. Đoạn này còn cắt áp có xuất hiện không nhỉ? Không. Không à, thế thì mình bỏ qua đoạn này một xíu nhá. Rồi các bạn ơi, đây là toàn bộ cái map ở cái khu gì? Khu sleep. Đúng rồi, khu sleep à? Khu này sleep. Rất nhiều giường tầng các thứ luôn các bạn này, đây. Cái nồi dành cho những em bé luôn này, đấy. Nhà nuôi từ những đứa còn bé tí. Đúng rồi, sơ sinh. Đây rất nhiều những món đồ chơi bị cụt đầu lại còn có cả vết đấy. Và anh nhớ là Kissy nó ở trong một trong những cái phòng này nó ngồi buồn xem ảnh mà ta. Đây là con gấu này, mình lấy pin của nó. Nó đi tìm con Kissy. Kissy ơi bạn đâu? Ui, đổ nát hết rồi. Ui. Hello, lại là mày hả? Mày lúc nào cũng làm cho tao bất ngờ đấy. Ở kia, dưới cái đèn kìa. Cái đèn đồ vật rơi loảng choảng. Ôi đây. Ui, đây có con nữa này. Nhiều nha các bạn. Ô, con này bẹt dí luôn này. Con này trông biến dạng quá. Anh nhớ là trong phần này chúng ta chơi gặp nó ở một lần trong đường ống thông gió nữa mà. Chắc là các lần nó xuất hiện này nó từ bay từ đây vô đấy các bạn ạ. Nó tui ra đây. Bọn mình đang cố gắng tìm phòng mà con Kissy Missy ngồi. Rồi các bạn ơi, sau một hồi tìm thì anh đã tìm thấy nơi của con Kissy nó sinh sống. Ở đâu, nó đang ngồi buồn buồn ở cái phòng này này các bạn này. Từ. Chắc nó đang nhớ về bạn bè của nó. Đây từ anh xóa bớt mấy cái này đi đấy. Cho các bạn thấy nó rõ.
Anh xóa hết rồi. Anh xóa hết bên trên luôn đấy. Xóa hết bên trên để cho nó ánh sáng nó vô đây. À, anh thêm một ít đèn vào đây nha các bạn đấy. Ôi, sáng chưa? Sáng như ban ngày chưa? Thêm tí đèn nữa. Sáng cực kỳ luôn, sáng như kiểu là ban ngày luôn. Rồi, okay. Nào xem đi nào. Đây, Kissy, hello. Kissy đang xem ảnh ai đây? Rất là buồn. Xem ảnh một cô gái hay là chính là bản thân nó? Một em bé gái. Ừ, một em bé gái hay chính đây là bản thân nó nhỉ? Mình không nghĩ vậy, mình đây. Nghĩ là trên tường có bức ảnh này hay là một là đây chính là Kissy. Hai trong ảnh là một người thân của Kissy. Là một người bạn thân của Kissy. Ờ, đây ảnh có ba đứa đây này. Đây này, tình bạn là mãi mãi này. Em bé đấy vẽ Kissy rồi còn nổ trái tim luôn kìa. Ờ, đây này. Ui. Đấy, tình bạn forever. Kissy ơi. Kissy nhìn buồn quá. Ờ, quá buồn luôn, nhìn mặt này. Chắc bạn này cũng đã không còn sống nữa rồi. Đúng rồi. Kissy, tí gặp lại mày nha, Kissy nha. Đáng yêu thật sự các bạn ạ. Ok, đấy. Nói chung là thế rồi các bạn ạ. Đúng rồi, cái suy phòng sụp. Này thì có cái chậu hoa rồi mấy chậu hoa giả. Không có gì cả. Đấy, đây là chỗ Kissy ngồi. Ừ. Mà lúc đấy mình không thể nhảy vào được nói chuyện với Kissy. Hôm nay mình đứng đây mình dí mồm vào một Kissy mình đây, dí hẳn cái mắt vào cho các bạn nhìn nhá. Đấy, được chưa? Ok. Đấy. Và các bạn lại bảo là sao anh không vào nói chuyện với Kissy đi. Chúng ta phải tiếp tục hành trình. Tí Kissy bị ăn thịt. Rồi ok, tiếp tục hành trình nha các bạn. Bye bye Kissy nha. Tí gặp lại nha. Rồi, ra ngoài chuẩn bị gặp Kissy. Hello, hello. Đoạn này Kissy đi từ đâu ra ấy nhỉ? Đấy, ngay sau mình luôn. No, no, Kissy còn định ăn mình các bạn ạ. Tay nè, tay đánh nè. Rồi xong. Thế là hai đứa tóm mình. Kissy đúng không? Tôi vừa nói chuyện với bạn xong mà. Kissy định tóm mình. Sau đấy thì là Poppy đã ngăn lại. Đúng nếu rồi. Không là mình cũng là Kissy nhai đầu mình luôn. Đúng rồi. Bây giờ thì Poppy nó sẽ cho mình biết một chút sự thật. Ok. Nói gì đi. Buffet đi thôi. Nó bảo mình là đi núi điện đấy. Chút sự thật. Đấy đi anh. Nó cho mình một lời giải thích này. Ok ok. Đi đi. Nào 1, 2, 3. Đi 1, 2, 3. Rồi, nói đấy. Chung là nó sẽ cho nó mình sẽ bảo mình là mở cái này ra. Nó ấn và đi cho mình đi thang máy. Xịn thật đỡ nó. À, ok. Ừ. Đây ấn. Nó sẽ kéo cho mình. Đúng rồi. Còng lưng thế, còng lưng thế. Đấy. Đánh vào mông nè, đánh vào mông cái mông hư nè, dám hù tôi mình nè. Mình rất là tò mò cái lúc cuối ấy. Ờ. Không biết ở trên con Kissy nó bị làm sao. Tí bên của Thành sẽ hack game để cho các bạn xem. Được, em rất tò mò đấy luôn. Đánh đòn nè. Đi xuống. Lạnh quá. Ui Kissy bảo lạnh quá. Không phải, Kissy khoanh tay như kiểu ốc này để cho ngầu thôi. Ngầu à? Đánh mông vì tội hù tôi nè. Rồi tới nơi chưa? Đi lên một hồi vẫn chưa tới nơi các bạn ạ. Anh tò mò là ở trong trailer có đoạn phân cảnh nhìn thấy con Probotide mà trong đây mình chưa thấy nhỉ. Ê, ngồi bạch xuống hay? Ngồi luôn, mệt, quá mệt rồi. Nó mệt rồi. Ok. Ok. Yes, có điện toàn thành phố, đi thôi. Đi thôi. Chúng ta lại đi. Ôm tôi với, tôi lạnh quá. Probotide muốn giết mình ấy. Trước khi mình ra đến cửa chính thì nó cũng sẽ muốn giết mình luôn. Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Không khỏi ra tỏi mà uống. Rồi các bạn ơi, chúng ta đến với ngôi trường thân quen. Có cô giáo tên gì nhỉ ông nhè? Miss Delight các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên đi ra khỏi đây. Bởi vì là không có gì trong này hết. Ok, bây giờ anh cho sáng đi nhá. Ok, sáng trưng chưa các bạn? Đi tiếp đi. Mình sẽ thấy bóng cô giáo đi vụt qua. Thế à? Được. Đi đi. Remain in your seat until the bell has rung. Chưa thấy ông ạ. And no going in the halls without. Có vẻ như ở chỗ khác. À, bây giờ thử anh thử bay kiểm tra quanh đây nhá. Ừ. Xem thấy cô ở đâu không? Ôi, cô ở khắp mọi nơi. Cô làm gì trên trần nhà đấy cô? Cô cầm quả chì gai các bạn ạ. Ủa, quả này mà đập vào đầu các bạn. Quả này là xiên bằng bút chì đấy các bạn. Ờ, ui, có quả trông cực kinh luôn. Ui, ôi, quả gậy bút chì này mà đập vào đầu các cháu thì thôi, hỏng hết người. Đấy nhá, liệu mà học hành không là cô giáo này quật cho thì. Ui dồi, cô ơi, cô tốc cả váy này cô. Ừ, nhưng mà cô này là một con man được canh ấy. Ui, cái gì vậy? Ui dồi. Cô này là cô bình phiên bản bình thường này. Đây nhá, các bạn thấy cô phiên bản bình thường không hề đáng sợ đâu. Cực kỳ xinh, đáng yêu này mà. Ừ. Váy vóc còn bình thường luôn. Ui, cái khu này nó cũng rộng. Ui. Các rất nhiều phòng học. Bảo sao mà lúc mình di chuyển ở đây mà mình còn bị lú như con cú luôn các bạn. Vậy là chốt lại có 2 cô. Thực ra anh nghĩ có nhiều hơn nhưng mà mình chưa nhìn thấy thôi.
Bên này có một cái phòng gì đấy rất là to và bí ẩn. Để được anh xem bên này chỗ nào. Ồ, chỗ chúng ta đi vào sao? Ồ, có một khu hoàn toàn mới ở bên này luôn. Ồ, lối vào. Đi ra ngoài đây luôn, vũ trụ. Một cái lối vào khác các bạn ạ. School, trường mình học. Nghĩ là nó như kiểu là một cái nơi, một cái cánh cổng để cung cấp nhu yếu phẩm ấy. Đây, đây chính là cái bàn tay tí chúng ta sẽ lấy được này. Nhưng vậy đây là cửa ra rồi. Đúng rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào học môn học của cô nha. Căng thế nhỉ. Rồi, bỏ pin phát vào đây các bạn ạ. Rồi. Đó, chúng ta sẽ đi tìm pin tiếp. Đấy. Đấy, cô giáo đi qua. Hello. Ui, ôi. Em cô giáo cô lật đà lật đật đi từ cánh cửa bên này. Cửa bên này là phòng nào đấy? Cô đi từ phòng nào ra? Nhìn bên trái rồi nào. Ồ. Cô đi từ phòng giáo viên. Em chào cô. Ui dồi ôi. Em chào mắt cô. Mắt cô sáng quá. Cô đang muốn high five với mình. High five. Từ từ em bật đèn nha cô, sáng tí nha các bạn. Nhìn thấy mặt cô xinh chưa? Ồ, sáng chưa cô? Ui giời, em đánh trưởng vào cô này. Lâu thật các bạn ạ. Đấy các bạn, từ bây giờ là cô sẽ đi dình mình nè. Rồi, cô xem cô đi tới đâu nha. Mình sẽ để lại không slow motion nào. Nào bây giờ, tốc độ bình thường nào, này. Tốc độ bình thường nào. Ui. Đấy, biến mất luôn. Cô thật là ảo các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta để bình thường để chúng ta tiếp tục vượt thử thách. Đúng rồi. Không sẽ đi ngược lại thế anh. Mình bỏ pin đây đúng không? Còn một quả pin ở chỗ kia. Lại còn đi ngược lại nữa trời. Thực ra thì anh có thể xóa đây. Anh lấy luôn viên pin đây. Rồi anh lắp vô. Anh lắp vô. Rồi hay quá. Sao? Sao? Ghi mà dễ. Quá dễ. Rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Đã gọi là nhà hack game thì không có gì phải xoắn. Bây giờ phải lấy điện bỏ vào đây các bạn ạ. Yes. Quên mất. Không sao cả. Mình có thể xóa đây, mình lấy điện luôn. Rồi, mình đẹp ra đây. Mình rất thích cái đoạn mình... đi học cô giáo này. Nên là mình vào đây mình chơi một chút đây nha các bạn. Đấy, cô đi qua đấy. Đến đấy mở cửa bình thường thôi. Cô đi mất rồi. Cô đi mất rồi các bạn. Anh chỉnh xong cô cũng đi mất rồi. Thôi đi vào không lại kịp. Bình thường đi. Không kịp. Rồi, mở cửa ra. Nãy mở cửa ra khi nhìn thấy cô rồi. Xóa luôn cửa đi. Xóa luôn cửa. Ok. Nối điện làm gì, cái chỗ này nối điện làm gì? Đúng rồi. Cứ xóa cửa rồi đi thẳng đến cái đoạn đuổi luôn, cô đuổi luôn đi. Đây rồi, đoạn này cô đập này, cô đập rồi, này. Vào đây này, bắt đầu chỗ này, đoạn này giả vờ nối điện này nhá. Đây chỉ là giả vờ thôi. Cô xuất hiện. Rồi đi vòng vào cái trụ đã. Đúng rồi. Rồi, cô vào rồi. Này, cô vào. Anh slow rồi, anh slow rồi, slow. Chị slow làm gì bây giờ? Cô vào cô còn phải hú rú lên cô mới đập mà. Đây là bóng của cô đúng không? Ôi trời ơi. Cô thì cân đầu vân từ trên trời bay xuống. Ui dồi, cô đứng kiểu gì đây? Cô đứng này, bây giờ là xem đúng từ cô trên này xuống nhá. Đây là cô nào xuống đây? Chắc cô đấy xuống đấy. Cô nào, hai cô đều đang xuống. Bê, tăng tốc độ này. Ui dồi, ba cô ôi à? Trời ơi. Ôi ba cô. Ôi nhìn cô này kinh quá. Rồi cô đập cô cái máy. Cô trông quắn quá. Thế là cô đi từ cánh cửa bên này qua ốc ạ. Ừ, nhưng mà có hai cô trên trần nhà hạ xuống luôn. Rồi cô chuẩn bị đập này. Cô chuẩn bị đập nha. Phọt ra viên pin. Đây, chuẩn bị tăng cường này. Tăng cường lên, đúng rồi. Đấy, vậy là cô có quả chùy gai mất luôn. Như cô đập là cô biến mất nha. Nhặt pin. Rồi cô có bắt đâu. Cô, thôi cô này là cô này đoạn này chưa làm gì. Đoạn này chẳng qua là anh xóa trần nên là cô mới rơi xuống thôi. Còn bình thường là cô không rơi xuống. Đấy. Thế cô kia biến mất rồi. Bây giờ mình kể cả mình đứng đây cũng không bị bắt các bạn ạ. Đúng. Ok bây giờ là chơi luôn nha các bạn. Chơi luôn. Lùi này. Cô không đuổi anh nữa ốc ạ. Cô chưa đuổi đâu, anh phải lắp pin cô mới đuổi. Cô vẫn chưa thấy cô đứng dậy. Cô lú rồi. Ui thế này thì chơi game dễ quá. Thì bây giờ xóa hết cửa rồi thì cần gì phải nối điện nữa. Lắp pin nhá. Đúng rồi, lắp pin vào. Rồi em vào qua. Cầm theo viên pin nhá, nhớ cầm theo viên pin nhá. Ôi dồi, cô chả đuổi nữa rồi. Cô chán lắm rồi các bạn ạ. Ui giời ơi. Cô chê rồi các bạn ạ, cô không thèm bắt luôn. Thôi đi ra đi. Tóm đầu cô nè. Không, không đuổi, không căng thẳng. Bây giờ anh phải loát lại game để đuổi. Nó mới hay. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Lần này mình không xóa cái gì nhá. Từ mình muốn nhìn ở đây quá. Lại không xóa cái gì, lại xóa cửa đấy. Thôi rồi không xóa này, hứa. Biết là cô chạy ra từ đấy rồi. Đó, cô đi. Cô cũng mở cửa vào bình thường thôi. Không cô, có gì. Cô đập pong cái lấy viên pin. Cô cũng biến mất mà. Cô đi chạy. Cô không đuổi em à, em buồn lắm.
Ok thôi đấy cứ chạy nhá. Nhưng mà đấy là tại cô không đuổi mình nha. Hình như cô không đuổi thật các bạn ơi. Cô không đuổi à? Cô chán rồi, cô thằng này là học sinh cá biệt, cô không muốn dạy nữa rồi. Chưa chắc đâu, tí đến đoạn nào cô đuổi đấy, cô bảo là giả vờ ngu thôi. Anh em. Anh nghĩ là tí cô đến đây cô mới đuổi không ạ? Cô nhả cho tí thôi. Cô chẳng nhả đâu, cô chán luôn anh rồi. Cô chê anh à, học sinh yếu kém à? Không, anh học sinh giỏi. Giỏi tào lao. Cô chả thèm đuổi các bạn à, anh quá buồn luôn. Thế là anh đang chơi game một mình. Cô ơi, cô đuổi em đi. Thôi đã thế mình xóa luôn cửa cho đi cho nó nhanh. Không, ok, mình thế thì mình cần gì phải làm gì. Ừ đúng rồi, thì bây giờ lót lại game cô còn chả thèm đuổi mà. Cô còn chê mà các bạn. Ui giời. Từ từ thế xem đoạn này mình có tiêu diệt được cô nha các bạn. Đoạn nào? Có đoạn tiêu diệt cô mà. À có cái đoạn cô. Hơi. Ồ cô đâu nhỉ? Lừa. Cô lừa. Đừng khinh thường cô giáo. Cô giả vờ ngáo okay. Nhưng cô rất giờ tỉnh táo. Chơi nghiêm túc này. Đừng có ngáo nhìn linh tinh nhá. Ai xa. Mà em thấy tốt nhất nên xóa cửa đi luôn. Thế cái tác dụng gì đâu? Ờ nhỉ. Ông nói đúng. Mình... không cẩn thận cô đuổi phút chót lúc nãy không biết là nào một lần á. Bây giờ hãy ưu tiên chạy thoát khỏi đây đi. Tầm giờ là mình không sợ gì hết, xóa cửa luôn. Thấy chưa? Thấy sự lại của Bích Quy Thành chưa? Mình vẫn chạy đúng đường, mình không biết có đường nào tắt không. Thôi cứ đi đúng đường các bạn. Không, không cần đường tắt. Thôi giả vờ chỗ này nối điện. Giả vờ làm gì? Ôi chết, mắc chân. Mắc chân thì chắc là chết rồi. Chết rồi, anh không biết cô từ đâu ra nữa cơ. Ừ bây giờ không biết cô từ đâu ra. Nếu như bây giờ có cô thì còn bảo là à bây giờ mình biết cô ở đây đang nhìn mình. Nhưng bây giờ mình còn không nhìn thấy cô đâu. Cái này xóa cửa đi vào luôn, lấy điện đi vào luôn nha. Ờ đâu nhỉ? Sẽ trái, sẽ phải, sẽ trái đúng rồi. Đi vào luôn. Lấy điện đi. Lấy điện bỏ vào đấy nha. Đúng. Rồi bỏ vào luôn. Trời ơi cô. Rồi lắp luôn pin kia vào. Vào luôn. Ô không chạy. Không chạy, thấy chạy. Cô đâu các bạn ạ. Đoạn này kiểu gì cô cũng vào mà. Đoạn này spao cô chắc luôn. Đâu? Gạt cần. Có thấy cô đâu? Úi rồi, không thấy cô, vẫn thấy máu ảo. Thôi đấy. Game ảo thôi đấy các bạn ạ. Rồi nói chung thì các bạn không thấy cảnh kinh dị rồi. Edit cắt cái cảnh hôm trước vào để cho các bạn thấy là cái con cô giáo bị chết như nào nhá. Ok. Rồi các bạn ơi. Slow motion đi. Slow motion bay xuống kiểm tra đây. Một cái cảnh cực kỳ là kinh dị mà trong lần chơi trước mình không thấy các bạn ạ. Đầy catnap đang thờ cái con này chắc là con một con prototype. Hay cái cũng không biết có phải là 1006 không nhưng mà nó là prototype các bạn này. Có rất nhiều những cái mảnh ghép những cái con quái vật được nó gọi là sâu vào cái người nó luôn. Đúng rồi. Ồ có cả đầu khủng long Bron này, sâu PG Purple Pillar và đằng trước nó này. Một quả đầu lâu xương chéo. Một cái xác của một người công nhân hay một người thợ ở trong nhà máy này. Lúc này chắc là người thợ rồi. Và cắt náp nó như cũng đang hành lễ nó quỳ gối hiểu không? Thế cái bàn tay móng dài đâu? Bàn tay móng dài đây. Từ từ đi tìm cái móng tay bàn tay của nó. Hay nó mới chỉ đang xiên hết vào chỗ này thôi. Ủa nó xiên hết các bạn ạ. Không trừ một con nào bán chân của nó cũng nhiều lắm. Hôm trước mình chạy qua mà mình không để ý luôn nhỉ. Bây giờ cho tốc độ bình thường xem là nó làm gì. Từ anh thử tắt cái sáng nhỉ. Đây nó sẽ sáng này. Lần trước mình chơi mình sao mình nhìn rõ được đúng không? Không để ý các bạn ơi. Mình không để ý các bạn ạ. Cho sáng lên đi rồi để tốc độ bình thường nào. Bây giờ để tốc độ bình thường nhé. Từ nhìn xem cái con có những con gì ở dưới này nữa. Ui tất cả các con combo. Kinh quá được rồi. Ok bây giờ xem nó làm gì nhá. Có con nào là con này có hết các bạn ạ. Anh nghĩ là nó sẽ vái lậy con này đấy. Nào xem nhá. Cắt đáp nó vái con này một cái các bạn ạ. Xong rồi nó cứ đứng vậy thôi. Nó đang đây cắt là thần linh của ta. Tôn thờ con này luôn mà. Cực kinh luôn. Nó vái một cái các bạn ạ. Quỳ xuống nó vái một cái. Nó đứng lên. Ok thế rồi gì? Thế thôi xong nó biến mất. Đấy nó biến mất rồi nha các bạn. Hết. Đi thôi. Mình đi thôi các bạn ơi.
Ờ, mình đi ngược rồi, mình đi sang bên này mới đúng. Ở đó thì mình nhảy xuống. Ủa, hôm trước tối mà không để ý luôn, mãi nhảy chỗ này. Tối quá, hôm trước tối quá luôn. Tối quá không thấy gì đấy, ui nhìn cái vị trí này kinh thật. Nhưng mà con này nó không có cái bàn tay xiên kia, liệu nó có đúng là cái con đấy không hay là lại là một con khác? Đúng rồi, hoặc là con kia nó đang xiên tất cả những con này vào đây. Mình không thấy cái bàn tay đấy đâu cả. Ừ, công nhận, không thấy cái bàn tay nhọn hoắt mà nó đúng cầm rồi. Cầm hay con này khác mà con 1006 khác. Đúng rồi, con Probotide khác. Ui nó xiên hút ghi cả nhìn kìa. Kinh. Nói chung là rất kinh đấy, hooky đây này. Ừ. Rồi được rồi các bạn ơi. Thôi mình đi thôi. Mình đến kia là mình sẽ sang cái khu mà bắn chiếu mấy cái con Smiling Grid rồi á. Rồi đi đối đầu với mấy con trong bộ phim hoạt hình cực kinh kinh. Ê hê xuất hiện. Ê, đi. Để mình thành giúp vào đây xem nào. Con lợn à. Con pích pích các bạn ạ. Hay con cát náp. Con pích pích à. Bắn cái nó chạy. Cá náp tí hon. Mày à, tao truy đuổi mày luôn. Ô, trong này không có gì các bạn ơi, đen xì. Từ mình chui vào xem nào. Ngoài map các bạn ơi. Ừ. Xem bọn này ẩn náu những chỗ nào. Nhiều quá các bạn ơi, chả biết chỗ nào. Ừ, chỗ này thì còn kín nữa chứ. Hay bây giờ là mình xuống đây mình xem nào. Ngó quanh đây, khu này nè. Hơi khó nhìn các bạn ơi. Ừ. Khu này nó kín cực kỳ cơ. Nói chung là lần thứ ba này thì map rất là hoàn thiện. Đúng rồi, mình không thấy có lỗi nhiều. Cũng không thấy kiểu mấy con quái vật nó đứng linh tinh ở bên ngoài cho mình nhìn nữa. À đây đây, thấy có cái con gì đây. Đây là cái lúc con này nó đuổi mình á. Ui ôi, nó đang đuổi mình chui trong đường ông này. Lúc đấy là nó bị nhảy con kia nhập vào người ấy. Đúng rồi. Xem cái thân nó nào. Ui ôi, trong rỗng tuếch các bạn. Ui, trong rỗng lắm, không có gì đâu. Ôi ủa, hai con hai bên. Đây chắc chắn còn con nữa. Ba con. Ủa đây này, bọn tiểu yêu đây này, bắn tí không xin đâu. Tí đen ấy. Không phải bọn tiểu yêu đâu ạ, đây là mấy con bị xiên thôi. Ô thế à, không phải bọn tiểu yêu à? Đó, để anh đi tìm bọn tiểu yêu cho em nhá. Ừ. Tấn công thường xuyên, đây, trong đó, cái ổ, đó, đây này. Trong cái ổ này chắc có. Sáng đèn lên à? Ờ, cho tí ánh đèn nào. Không có các bạn ơi. Chỗ này vẫn là đường ống mình trượt thôi. Ủa, bọn này trốn kỹ nhỉ? Ừ, bọn này trốn kỹ thật. Bọn này mình đi tìm mà không thấy luôn các bạn ạ. Rồi, bắt đầu nha, mình từ cái phòng nào đến nhỉ? Đi thôi. Bắt đầu cuộc hành trình cho các bạn ạ. Tao có súng nè. Đấy này này, chú đây thấy một con này đấy. Đây. Đó. Xin chào nha. Hóa là trốn ở mấy cái góc này sao mà tìm được. Bắn đi. Nó có tấn công mình đâu. Bắn đi. Đấy. Đấy, đấy bắn đi rồi. Nó bắn mình bắn nó bắn đi chỗ khác luôn. Đi. Gì vậy? Cái gì vậy? Hơi ghê nha. Con gì cứ kêu như chuột. À. Hình như bọn này không có tấn công mình nữa. À đâu. Có. Mày tấn công tao đi. Sẽ tấn công tao đi. Ờ, nó đứng yên rồi này, nó không đang... nhìn nó đuổi đó. Không, nó thấy anh Minh Quý Thành hôm nay có hacker. Là hacker nên là nó không dám làm gì. Nó vẫn cắn bình thường. Đâu, cắn đâu nè. Bọn này bị đốt mà không đi nhỉ. Đây nè, cắn đâu. Ủa, bị lòi hết cả mắt ra. Anh bắn cho cháy cả mông, cắn đâu nè, cắn đi. Ê. Có hai con liều tiều. Ừ. Đây này. Con này nha. Đấy, chạy luôn. Chạy đi. Bọn này hôm nay thấy bên của anh hack hốt không dám ra tấn công luôn. Gì vậy? Chậu cây mọc ngược các bạn. Đây cái phòng đấy mình thấy này. Cười gì mà cười, tao không sợ chúng mày đâu. Lời anh bà. Voi. Voi gì mà ô nó đội cái gì ạ? Nó là hai con. Hai nó con là con voi và con sừng. Thấy chưa? Sáng hai con. Đi tiếp đi, đừng tập trung bọn này nữa. Ừ, bọn này là quan trọng là chúng ta đi đến cái chỗ con dog đây ạ, các bạn ạ. Ờ, mình vừa từ trên này xuống không? Em không biết. Chết rồi. Vô chi. Chết rồi, bây giờ anh cứ luẩn quẩn nên là mới thế đó. À đây, chui vào đường ống rồi đúng không? Đây, phải bơi đây. Ồ. Ồ, chỗ nào đây? Đường cống này các bạn này. Úi dồi ôi. Rất nhiều món đồ chơi giấu đường cống này. Ôi. Chỗ này các bạn không hề biết nha. Ừ. Chỉ mình hack mới có nha. Ồ, đây còn có cả cần gạt. Cần gạt mở ở đâu? Ôi, chỗ này không mới cực kỳ này, có cả dương này. Kho báu.
Ôi. Chỗ này không biết luôn. Chỗ này. Đây, bể bơi. Đấy nha, dưới bể bơi có một sự gọi là bí ẩn cực kỳ luôn. Ok. Bê cứ thành phát vào bể bơi luôn. Bể bơi làm gì? Vào bể bơi làm gì? Vào bể bơi để gặp Dog Day bây giờ đây này. Đấy, dưới bể bơi các bạn thấy chưa? Cực kinh luôn mà. Toàn nếu cái thứ gì không ạ? Đấy, sáng đây, sáng. Cả Dog Day đây này. Hello Dog Day, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mình xem là nhỏ nhỏ đi vào con Dog Day kiểu gì đi. Ở đây anh cho hết. Này nó là bốc phét thì mình sẽ xóa hết mọi thứ xung quanh này các bạn. Nếu các bạn thấy Dog Day đáng thương thì cho mình xin một like nhé. Rồi tí để xem bọn kia nó tấn công con này kiểu gì. Không, mình còn đang không nhìn được chúng nó đâu. Ôi, đây đây rồi, bắt đầu có những con xuất hiện rồi. Ôi, đi đấy, đi kiểu gì đây? Ôi, ôi, ở đâu ra ấy nhở? Đi từ hư không vào. Ờ. Mình thử đi ra cái phòng này xem nó có bắt được mình nhá. Phòng này là không hề lúc đầu là khóa nhá. Ừ. Nó đuổi, nó đuổi. Ôi, bắt được hết. Nó vẫn bắt của mình cơ bạn ạ. Mặc dù mình trốn vào cái phòng đáng nghĩa là không thể vào được mà mình vẫn bị tóm, trừ khi là mình phải chạy đi thôi. Không là Dog Day sẽ cắn mình thật là ngất ngây con gà tây luôn. Bây giờ chạy đúng đường đi. Rồi, nhìn này. Một bầy luôn, có khi cả thấy hai con, con này có bay vào này. Rồi chạy thôi ốc ơi. Bây giờ cắm đầu cắm cổ mà chạy nha các bạn, nó sẽ bị chui ra này. Tao bắn mày nhá. Mình bỏ được rồi. Ui. Chạy bình tĩnh thôi nha. Nó ngay sau luôn ý. Thề luôn, chạy đến lần thứ hai vẫn kinh các bạn ạ. Ui, ngay trần luôn. Sắp bị bắt đến nơi rồi. Tâm đi, tâm đi. Bên Thành mà tập trung chạy thì con này không có cửa. Bruh. Không có cửa. Cửa đi từ quê. Rồi các bạn ơi, sau khi trượt xuống thang chúng ta phải chạy luôn nhá. Đổi tay đã. Ôi trời, một đống luôn. Một đống gì? Một đống con chó đấy. Lúc ấy mình xem nó có 3 con đường ống thì chả một đống à. Trời ơi. Chui. Bây giờ chui thoát khỏi đây các bạn ơi. Yes. Rồi đấy, ok rồi đấy các bạn ơi. Thoát khỏi khu của những cái con quái vật trong bộ phim Smile. Bộ phim gì? Smiling Creature. Đúng. Các bạn có nhớ đoạn này không? Đây, mình tắt ánh sáng đi nhá. Đó, tối om này. Nhưng phải tăng tiếng ánh sáng này để cho các bạn nhìn thấy. Ôi. Đấy. Sao lại tắt ánh sáng? Ấn nhầm mà. Ấn nhầm các bạn, ấn vội quá. Ôi giời, bình tĩnh thôi. Nó đây. Còn đi dài. Đấy, nó đang phì hơi ra kìa. Ghê chưa các bạn. Đấy, tăng tí nhá. Đấy, đang phả khí độc ra các bạn ạ. Mình mà hít vào cái này mình tê tê lắm. Bây giờ mình phải đi vào chỗ thang máy. Đúng rồi. Trốn khỏi nó các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình thử đi nhá. Ấn nút hả? Ấn nút chưa? Chưa, vẫn chưa có power gì hết. Ấn nút đi. Ấn nút nhá. Tốc độ bình thường đi Thành. Anh okay ấn nha. Sai rồi kìa. Ui kìa, nó phả hơi ngào ngạt luôn đấy chứ. Ồ. Anh rồi. Vẫn cầm được cục pin đi này các bạn này. Bấm thang. Đây, từ, cho đến gần đã. Đây các bạn, để anh chui ra xem nó nhé các bạn. Ui. Anh nghĩ là anh có thể để tốc độ bình thường được. Kính có các bạn ơi. Cái gì đây? Xương. Con này mất hết da thịt rồi các bạn ạ. Trông như đất sét ạ. Hello. Ok, bây giờ mình sẽ đứng ở trong lại trong thang này các bạn. Tốc độ bình thường nào. Ok. Giờ nó bò đâu có nhanh đâu, mình nhìn rất rõ mà. Đây, bây giờ mình thử xóa cái này cái chắc là mình đi đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Ok. Mình sẽ lên được trên này các bạn ơi. Cực kinh mà. Đối đầu với nó gọi là ngất ngây con gà tây. Quá không được lưu game luôn. Màn cuối đấy các bạn ạ. Màn cuối rồi các bạn ơi, đối đầu với cái con đấy luôn. Yes. Lưu game rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ các viên pin vào đây nha các bạn.
để có thể chống lại nó. Xả khí ra để ngăn chặn nó không vào được cái khu này. Và nhiệm vụ là phải xử lý được cái hệ thống này nữa, không thì mình cũng đi đấy các bạn ơi. Bên phải đó Thành. Bên phải có một cái đó. Và bây giờ mình giờ chờ... nhét pin vô. Chưa nhét pin được đâu các bạn. Đây bắt đầu nhá, cuộc hành trình của chúng ta là lấy điện đấy. Chết nhầm rồi, nhầm tay. Rồi hôm qua hôm nay không chơi nhầm tay này thì ăn đủ rồi. Đồ ăn hại. Chúng ta có thể kích hoạt bằng cái này được không? Không. Ok, nó chỉ mỗi cửa đó thôi. Có điện vào rồi. Ok, bỏ được pin rồi các bạn. Chỉ cần kích hoạt một bên là được. Ok, ô nào sáng lên chúng ta bỏ vào. Ừ. Sau đó thì... bắt đầu con Canuck sẽ đi săn. Bây giờ mình phóng ra ngoài xem nó đi săn ở đâu. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bay ra ngoài nha các bạn. Đấy. Tối qua có các bạn. Có vẻ như là nó chỉ đi qua đi lại thôi. Ừ, nó chỉ đi qua đi lại thôi các bạn ạ. Anh đi ra ngoài map rồi. Đấy, nó đi qua xong nó biến mất. Đây. Quyền mất lại đấy. Không sợ. Đấy, rồi nó lại đi lại đó. Mình xóa hết cái này đi nha các bạn. Đấy, nó đi vòng cái... Ui, hai con kìa. Ui, bầy luôn đấy các bạn ạ. Ui, ôi. Đấy, nó cứ spawn lẫn lộn thế đấy. Ê, hóa ra là như thế này các bạn ạ. Ảo thật đấy. Bảo sao mình bảo thấy nhiều thế, đi nhiều thế, một đống này. Ui, các bạn đã like video chưa? Không có sẽ cắn các bạn ơi. Ui. Đấy, bây giờ vào trong đi. Vậy là trung bình là hai con. Hai con. Ba con. Nói chung là cứ có điểm spawn ở đây nó sẽ spawn ra thôi các bạn. Ờ, đây là toàn bộ map. Dù có cả con trên trần lúc mà nó kéo cái nắp trên trần nhà xuống này. Ừ. Con này là con bình thường nha các bạn. Chưa. Ồ, mình bị cắn rồi. Mình bị ăn rồi. Mình còn đúng cái nịt. Không, nhưng mà bên cô Thành ở đây vẫn chưa bị ăn các bạn. Bây giờ đơn giản nhất là các bạn biết làm gì không? Mình nhá, sẽ gọi là mình giảm tốc độ của nó đi. Đấy, sau đó mình tăng tốc độ của mình lên. Đó, không được các bạn. Mình tăng tốc độ của nó thì mình chơi còn khó hơn. Lấy bên nào, lấy bên này đi ông ơi. Bên nào cũng được mà. Chắc nó không tấn công anh nữa chứ. Thấy đẹp trai tha cho tôi đi, tôi đẹp trai nhất ở đây luôn. Đây rồi các bạn ơi, đẹp trai nó cắn luôn rồi. Vừa bảo đẹp trai xong cắn là sao bạn? Tôi xì bạn luôn nhá. Bạn không có tuổi. Bây giờ nhìn nó đi qua nhìn rõ kinh quá các bạn ạ. Quá kinh bên luôn. Bên kia thì sao? Bên trái thì sao? Ờ, tha cho mình thật à? Không. Trông có vẻ tha cho rồi các bạn ơi. Chơi đi chơi lại cái màn này vẫn cảm thấy căng thẳng luôn á. Sắp đến được hai viên. Ok. Ờ, mình sẽ rút viên này ra các bạn ơi. Có vẻ như nó tha cho mình. Anh không thể xóa được nó à? Nếu mình xóa được nó thì mọi chuyện đơn giản rồi. Không xóa được đâu các bạn. Tí thì đi các bạn ơi. Ủa, đi loằng ngoằng quanh cái này mà chơi. Gọi là xung quanh đều thấy luôn nha các bạn. Đấy. Chỉ bị rình đi vào đây cho mà xem. Ô, không thấy con trên trần nó ấy nhỉ? Con trên trần đi ngủ rồi. Con trên trần tha rồi. Con trên trần tha cho mình các bạn. Viên pin. Đúng rồi, bên đấy. Ủa, nó đứng ngay cạnh kia luôn. Kìa, nó đi vào bên kia kìa, cửa bên phải đấy. Rút kéo ra. Ô, không phải à? Ô, nãy mình thấy đầu nó đi vào đấy mà. Ô, con này nhả à? Chấp bên của Thành rồi, nó thấy bên của Thành hack game nó còn hốt rồi mà các bạn. Cặp bên của Thành hack game thì cứ bò đi, tôi không sợ đâu. Nhả rồi. Nó tha cho mình rồi các bạn ạ, con trên này còn không dám xuống luôn mà. Con trên đấy ngủ quên trên chiến thắng. Ờ, nhưng mà game của mình sao cứ thấy lệch lệch này. Mình... Thấy sai sai. Ờ, thấy sai sai các bạn, đầu cứ vênh vênh. Đây, hết vênh rồi. Chắc nó vừa bị hít phải cái khí kia ngất ngay con gà tây tí thôi. Không, thấy nó vẫn vênh mà. Bị này, ấn nút phát nha. Ừ, sắp được các bạn. Lấy điện đằng sau lưng nha, nhớ nha. Đây này, nhớ chưa? Không, cái này nó xẹt. Mày đi rồi. Mày là cắt nắp. Lần nữa tiêu diệt cắt nắp luôn các bạn. Lúc nãy game lỗi, bây giờ mình tiêu diệt phát thứ hai luôn. Được rồi, nổ
tùng chưa? Ừ. Bị nó biến thành bộ xương của nó vẫn còn phục tùng một cái con Propotide. Đây này. Đây là... Ê, chúng ta đi xem bên trên có con gì. Không bay được lên đâu ạ. Từ từ đã. Đây, không kiểu... không không dừng lại được à? Ờ, từ từ anh không dừng lại được ạ. Không sầm low motion được à? Đây. Ui. Như phim trưởng luôn các bạn. Đấy, nó sẽ xiên. Kìa yeah, kìa, slow motion lại. Slow rồi. Lên lên, không bay lên được à? Không bay lên được các bạn ạ. Trời ơi, đấy. Thế thì chúng ta không biết con đấy ở đâu rồi. Rồi cứ cho nó kéo lên sau thì mình xem như nào đã. Ok, kéo lên trên rồi đúng không? Ừ. Nó chỉ đơn giản là kéo lên trên thế thôi đúng không? Bây đúng giờ là... rồi. Ok, bây giờ anh bay lên kiểm tra nào. Không có gì nữa. Ủa, không thấy gì luôn các bạn ạ. Không nó kéo gì. Con đấy đâu rồi á? Thực ra anh nghĩ nó chỉ có mỗi cái bàn tay đấy kéo nó đi thôi. Mà kéo bay đi đâu thì chúng ta không biết. Có thể nó ở một khu rất là xa ở đây. Ừ. Đi thang máy thôi. Ok. Rồi. Cụt mất bàn tay rồi. Mất bàn tay các bạn. Không điện sao. Nó mạnh như thế chắc là giật tung. Lấy lại bàn tay rồi. đi rồi bạn ơi. Bạn này chúng ta sẽ gặp lại Kissy Missy và Poppy. Đúng rồi, và bây giờ mình tò mò nhất chính là cái đoạn mà cái con Kissy nó bị tấn công ấy là nó sẽ làm sao các bạn ơi. Mình sẽ tua nhanh đoạn này một tí nhá. Ok, bấm nút. Ấn hai lần đúng không? Bấm một lần này. Nó restart. Rồi, đang reset. Đúng không? Bắt ấn nút phát nữa. Rồi, lên chưa? Lên chưa? Chưa lên. Pop 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 pop. Rồi, lên okay, rồi đấy. Ok rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Trông có vẻ sáng sủa đấy các bạn ạ. Bây giờ là Poppy sẽ chui ra từ đây. Wow. Đâu Poppy vẫn chưa thấy chui ra các bạn ạ. Đây, nó tự xuất hiện thôi. Nó tự xuất hiện chui ra các bạn thấy không? Ừ. Nó đưa mình cái này. Còn con Kissy đi từ đầu này chui vào. Từ mình cho tí đèn nữa các bạn ơi. Oh, có đèn cũng không thấy gì các bạn. Đây, một khoảng tối. Rồi. Ok, mình sẽ xóa này đi tí cho các bạn nhìn cho rõ. Kissy ấy. Tự nhiên Kissy biến ở đây ra các bạn ạ. Ừ. Tự nhiên nó xuất hiện đây nha. Lần này nhà làm game kiểu chỉn chu lắm rồi. Không còn thòi lòi bên ngoài dư thừa đâu. Nó xuất hiện từ hư vô thôi. Bây giờ mình mới thắc mắc là không biết tại sao con Kissy Missy nó lại hét lên như thế nè. Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ bay lên trên mình kiểm tra các bạn. Ok, mình đi xuống đây. Rồi, bây giờ bay lên. Để Kissy kéo cần gạt xong mình bay lên nha các bạn. Đúng rồi. À thôi mình bay lên luôn đi xem chuyện xảy ra ở đây luôn các bạn ạ. Kissy kéo cần gạt. Poppy đi nhá, để tôi kiểm tra xem Kissy nó bị làm sao mà nó kêu to thế. Không đi à? Thang máy không đi nha. Thang máy không đi à? Không, mình không đi à? Đúng. Ôi giời ơi. Khi nào Kissy nó hét lên thì bay lên. Rồi. Thang đi rồi. Kissy hét đi. Tiếng hét ở đầu này nhưng mà Kissy vẫn đứng đây bình thường mà. Tiếng hét ở phía này nha các bạn. Mà Kissy đây này mà, có Kissy có sao đâu. Kissy môi rất đỏ đáng yêu. Hôn các bạn chụt chụt. Còn hết game các bạn ạ. Đấy, Kissy không bị làm sao nha các bạn. Chỉ là âm thanh ảo ma Canada Australia thôi. Rồi. Chúng ta đi xuống dưới kia. Còn đây Kissy vẫn đứng đây. Kissy và... không bị sao hết các bạn. Tiếng hét ở bên này á, thế thì bên này có cái gì không? Không, bên này là ngoài hư vô thôi các bạn. Đấy, Kissy vẫn sống nhá, Kissy không bị làm sao nhá các bạn. Có thể là theo đúng cốt truyện là Kissy bị hy sinh rồi. Nhưng mà nhà làm game chắc người ta cứ để cho Kissy đứng đây đấy. Vì đằng nào thì người chơi cũng không nhìn thấy mà. Đúng rồi, Kissy vẫn sống nha. Nên là các bạn nhớ like video cho bên quý thầy không. Kissy hôn các bạn chụt 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 môi quả ớt ạ. Anh vừa thấy con cát nắp nó em bay. Em thấy môi giống hai cái xúc xích hơn. Lại có một con cát nắp bay giữa bầu trời các bạn ạ. Nó vẫn nhìn các bạn này. Eo kinh thật. Kinh thật đấy các bạn này. Thật sự luôn, cái con này nó bị như kiểu nó bị đứt ra, là nó giống như gấu bông siêu to khổng lồ bị đứt ra, người ta vá lại ạ. Từ từ mình đi quay quanh cái map này xem có gì nữa không nha các bạn. Kia hình như là cái gì ông biết chưa? Cần gạt. Sai, không phải cần gạt đâu, đấy là cái cáp treo đấy. Cáp treo á? Cáp treo đấy, nhìn không? Đúng. Thùng cáp treo mà. Cabin. Cabin của cáp treo. Rồi hết rồi. Nói chung là mình sẽ quay trở lại với Kissy.
Và Kissy sẽ là lời chào cuối cùng đến với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và đây là tất cả những cái gì mà các bạn có thể biết mà nếu mà người chơi bình thường chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Và hôm nay Bi Cú Thành đã phải bỏ ra rất là lâu để có thể chơi được tổng cái lượng thời lượng cái video này cho các bạn xem đấy, chứ không phải là ngắn đâu, phải tầm 4-5 tiếng mới được một cái video này đấy. Nên là các bạn nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nữa nhá, để ủng hộ tụi mình có động lực làm thật nhiều với mới các bạn xem. Và các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Đây cho các bạn xem, bây giờ là 1:36 này, 1:36 này, cái gì nào, một giờ đêm nhá các bạn, 1:30 đêm mà tụi mình vẫn còn làm video. Nên là nhớ cho mình một like, bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất mà không bỏ lỡ video nào. Kissy chào các bạn đi, không là test mông bạn nhá. Không chào bạn, test mông, bye bye.